À, xin chào cả nhà, à, lại là Huy đây. Thì hai chồng Huy xin chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ luôn nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm qua cả nhà anh Chính có cho mấy buồng dừa nước đó. Thì hôm nay hai đứa sẽ chặt dừa nước ra để nấu món chè đậu xanh dừa nước nha cả nhà. Cái món chè này nè là cái món quen thuộc của người miền Tây nha cả nhà, chè dừa nước. Rồi bây giờ mà cả nhà bắt tay vào làm với hai chồng Huy nha. Anh chẻ đi, rồi anh đưa qua đây anh nạo cho. Thì lúc nãy cả nhà ổng có đi mua đậu xanh với bột khoai bột bán hết trơn rồi, giờ hai đứa cũng ngâm sẵn rồi, tí xíu nữa là chả gì nước xong là nấu á cả nhà. Dừa nước ngon hết anh. Thì nước này là nhìn nó ngon, nó vừa nấu luôn, nó không cứng quá. Dừa nước này chỗ hôm bữa hai đứa đi thử đó cả nhà, có clip đi thử dừa nước đó. Bữa nay anh Chính ảnh hôm qua anh Chính ảnh anh đốn sẵn anh đem lên luôn cả nhà, không có đi xuống dưới thử nữa. Nghe em dâu phải không, em dâu phải không, Đúng rồi, nghe em dâu nói thèm ăn dừa nước đó, bắt đầu là hai chồng anh Chính đem xuống cho ba buồng luôn á cả nhà. Ghê không, chiếc tôi giống như là bị gì đi ra ghìa vậy đó. nói anh Chính ơi, dưới có gì nước không? Ở dưới có gì nước không anh Chính? Cái anh nói có để mà anh đốn anh chở lên cho. Mà thiệt qua ngày hôm sau ông chở luôn mấy buồng luôn cả nhà, nên bữa nay rủ ông nấu chè về nước. Uống không? Anh nói dưới quá trời buồn luôn á cả nhà. À, mấy cái bồn dừa nước này là ngay cái chỗ mà anh chị của Huy á ở dưới á, mà mấy cái clip đầu mà hai đứa có đi bê xuồng hát nghêu ngao cả nhà. Hôm qua chắc làm sao ba ba buồn ông chở công cành cành lên. Con nghe nói em dâu thèm gì nước cái chở. Vậy còn đổi gì nữa. Ở bên đây á, mấy anh chị cũng thương em lắm cả nhà. Thì về bên vợ thì bên vợ thương, về bên chồng thì chồng thương, còn đổi gì nữa. Hai đứa cũng được thương lắm cả nhà ơi. Bù qua đắp lại. Bên bên bản thì thương ổng. Về mà mấy đứa cháu cứ điện ổng suốt à. Không có điện mình mà điện ổng á. Con nhớ Út quá. Nhất là cái bà Su Su, con bé Su Su. Con Hôm bé bữa Su Su nó điện ngày 18 giác á, nhưng mà có thời gian đâu mà nghe. ông Út ơi hả, Ừ. đi về ông kia, nó kêu ông đi về cái nhà. Nó tính đâu là mấy tháng nay ở bển chung với nó là ở nhà nó, nhưng bây giờ đi mất tiêu rồi, nó kêu ông nó đi về nè. Tại lúc trước á, bình thường á là hai vợ chồng đi đi quay xong á là về về bắt đầu là vừa tới nhà là bắt đầu á là nó nắm tay đi vô nghe. Đợt này đi nó cứ lúc mà đi về cũng nói nó là đi quay, xong đợt này đi lâu quá không thấy về, cứ nó điện thoại nó kêu về hoài, nó kêu về hoài. Xong rồi nó là ông Út về đi, con mua cái gì gà cho ông Út ăn nè. Cười Ừ. không xỉu. Mới nhớ bà điện tôi nói sáng trưa chiều tối bà điện ngày 18 lần vậy đó. Mà đâu ở không đâu mà nghe, không tội nghiệp. Sẵn nhà có dừa luôn á cả nhà, có dừa khô luôn nên nấu chè. Qua lụm ngoài mương mấy trái dừa, bữa nay sẵn có dịp nấu chè luôn. Nhìn nước này cả nhà ngon ghê không? Nhìn mọng nước ha. Đó, nhìn đã Nấu quá chè này thì cũng dễ lắm cả nhà, nó cũng có mấy công đoạn à, cũng dễ.
ngon quá. Giờ ăn thử không? Uống không? Dẻo ha. Nấu chè ngon cả nhà. Vừa này là nấu chè ngon. Mềm quá nấu ăn không ngon. Nhưng mà vừa vừa vậy nè. Cứng quá ăn cũng đâu ngon đâu. Anh mềm quá anh nấu hồi nó gã. Tại vì nấu chung với đó. Anh nói dưới còn nhóc hết trơn á, muốn ăn nữa anh chở cho. Anh hỏi ăn nữa không, cường chết, có ba buồn. Có một mình em dâu mà rồi chở lên ba buồn, còn hỏi ăn nữa không. Rồi cả nhà thấy hôm bữa không, hai đứa bơi xuồng đó nguyên một vạt dừa nước luôn cả nhà, buồn dữ lắm luôn. Cả nhà, tại nhà cũng có mấy người nên buồn này chắc đủ rồi. Nè mời cả nhà ăn đỡ một miếng trước nha. Trời. Cũng ngon á. Xong cái anh đi nạo dừa đi anh. Ừ. Em đi vô em chuẩn bị nấu. Trái này nó tới luôn nè, nhỏ húp đi cái gột cái coi. Ngon quá. Em húp nước rồi cho anh ăn cái nè. Cái trái đó người ta kêu bằng mới giờ thì. Rồi thôi. Rồi cái này hơi già nè. Bỏ. Rồi thôi Huy đi nạo dừa nha cả nhà. Huy sẽ đi nạo dừa để cho bé vợ Huy nạo cái này đi. Anh là chuyên gia nạo dừa hả? Anh là chuyên gia nạo dừa hả? Nhìn ngon ghê, em có nhà nguyên trái luôn. Rồi đó. Trời ơi, trái này trái dừa điếc nè. Cái này nó không dừa, không có ruột. Cái gì kêu bẩn gì? Sao mình kêu nó bằng cái dừa ta? Tại sao mình không kêu nó bằng đực dừa? Đúng không? Tại sao mình không kêu bằng đực dừa mà sao kêu bằng cái dừa? Không biết luôn. Cái này người ta cũng gọi là gọi là cái gì? Thì người ta kêu bằng cái dừa nhưng mà cũng có gọi nữa là cái tên là cơm dừa. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Giờ tới về tới tay anh là nó anh sẽ kêu nó bằng đực dừa. Đi nào vừa đi ông hai. Rồi thôi em đi chuẩn bị nấu cả nhà. Em nạo xong rồi em đi dọn dẹp xong rồi em quay vô em nấu nhé. Hello cả nhà. Thì sớm giờ hai chồng em đã chuẩn bị hết trơn nè cả nhà. Bây giờ hai đứa sẽ nấu nữa là xong đó cả nhà. Để nấu món chè dừa nước này thì sớm giờ hai chồng Huy cũng đã chuẩn bị các nguyên liệu này nè cả nhà. Gồm có đậu xanh nè. Rồi cái này là cái dừa nước hồi nãy hai đứa bữa đó. Rồi thêm này là nước cốt dừa, này là nước cốt nhất đó cả nhà.
Còn nước cốt phụ, ở lộn quên, nước cốt giảo thì hai chồng Huy đã bỏ vô nồi rồi. Còn đây là lá dứa, Huy cũng chuẩn bị thêm ít bột năng nữa đó cả nhà. Và đây là đường phèn, hai chồng Huy nấu đường phèn nha cả nhà. À, còn cái này là bột phai nè, đủ màu mè hết trơn. Huy cũng chuẩn bị thêm miếng bột bán đặng cho nó có hột hột, xương xa hột lũ cả nhà. Rồi bây giờ mà cả nhà vô bếp với hai chồng Huy nha. Cái này là phần nước cốt giảo nè cả nhà. Bây giờ em nấu nước cốt giảo với đậu trước nha cả nhà. Anh với đậu cho em anh. Cái này là đậu mà Huy đã ngâm được 2 tiếng rồi đó cả nhà. Mình ngâm càng lâu thì mình nấu càng nhanh. Cái này đợi cho nước nó sôi lên em sẽ bỏ đậu vô nghe cả nhà. Mình nấu đến khi nào mà mềm đậu thì bỏ tất cả các nguyên liệu vô còn lại. Cũng dễ nấu lắm cả nhà ơi. Chắc món chè này ai cũng nấu được. Mấy cái này Huy cũng ngâm cũng được 2 tiếng luôn nè. Ngâm chung với cái này nè. Một bán luôn nè. Thì mấy cái này mình ngâm càng lâu á cả nhà thì mình sẽ nấu càng nhanh. Ngâm càng lâu nó mềm mày. Lúc đó mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Gió mát à? Mát. Bữa nay nấu món chè về nước này ăn nha cả nhà. Em đợi nước cốt giảo này sôi lên là em sẽ bỏ đậu vô. Mình nấu đến khi nào mà hạt đậu nó mềm mấy cả nhà mình sẽ đổ lên, đổ mấy cái này vô luôn. Để không thôi nó bị lợi đậu ở cả nhà, mình nấu chung thì mình nó sẽ lợi đậu, nó không ngon. Thì cái phần nước cốt này nè cả nhà, nó đã sôi lên rồi nghe cả nhà. Bây giờ em sẽ đổ đậu vô. Đổ đậu vô để mình nấu đến khi nào mà đậu nó nở thì mình bỏ bột phai bột bán vô nghe cả nhà. Rồi thêm phần dừa nước nữa. Ổng đi lấy nước cho em uống rồi cả nhà ơi. Món chè đậu này cũng ngon lắm. Mình nấu được bằng đường phèn thì nó vị ngọt nó thanh hơn cả nhà, chứ nấu bằng đường cát trắng cũng được. Cái phần nước cốt giảo mình dắt mình lấy hết đi cả nhà để cho nó béo. Có nước đó hả? Ăn gì vậy? Ăn ngon rồi niêm được không? Ừ. Cái này chè ngọt mà, đâu cần niêm. Ăn sữa chua chanh dây của em hả? Ừ. Còn hết này cũng gần hết nữa hả? Còn 2-3 bịch rồi. Hello cả nhà. Mà xin cả nhà ăn sữa chua đi. Nước hết sôi đó. Em mới đổ đậu vô. Thì đậu chắc có nở rồi đó cả nhà. Đậu thấy nở gì nè cả nhà. Bắt đầu mình sẽ bỏ tất cả nguyên liệu còn lại vô nha cả nhà. Mình bỏ vừa phần vừa nước vô. Bột pha nó cũng cứng đó cả nhà, nên mình bỏ vô luôn. Bột pha bột bán mình bỏ vô lượt luôn cả nhà. Rồi mình nấu sôi lại. Cho tất cả này nở hết mình bỏ đường nha cả nhà. Bỏ đường sau đó là bỏ nước cốt thôi. Mình nhắc xuống ăn. Tại vì cái này đậu xanh bỏ vỏ nên nó mau nhừ nha cả nhà. Thơm mùi lá dứa quá cả nhà ơi. Ngon ha. Ừ. Ê, cái này bột pha này mình mua ít màu á anh. Ừ. Phải có màu nhiều nhiều vô nhìn người trẻ sẽ hấp dẫn hơn. Chắc tại cái chị bán tạp quá. Tưởng anh đàn ông quá nên không thích màu mè.
Cái này mình phan ha, bỏ đường ở cả nhà để cho nó nở hết trơn, mình ha bỏ đường để hồi nó cứng lại cả nhà. Nhìn ngon quá cả nhà ơi. Thơm mùi nước dứa. Béo thôi chứ đâu có ngọt. Em chưa có đường mà. Hung tôi miếng coi. Cần thôi. Nè nè nè. Làm lại. Thơm mùi lá dưới à? Ủa chứ anh tưởng đâu ngồi đây, anh tưởng đâu thơm mùi anh chứ. Anh là có mùi. Anh quen mùi rồi nên đâu còn thơm. Quen mùi rồi. Bà này là bà chứ bánh lì dữ lắm. Hột bán nó nở ra nè. Hột bán nó nở ra nè. Béo ghê ha. Trái dừa. Em dắt một trái dừa đó cả nhà. Nên béo lắm. Quê. Mày chứ mày lì lắm nghe biết chưa. Tối ngày ăn rồi xong mà tha đồ. Tha đủ thứ chân à. Chia bớt lại. Trắng gió hả? Trắng gió lại. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió siêu nhau đến nơi tận cuối chân trời. Ngày tháng ca dòng chó bỏ chạy luôn. Ngày tháng bên nhau không rời xa đâu. Dù cái này nước mới có nước dảo mà nó béo rồi đó cả nhà. Hồi mình đổ nước cốt này vô là nó béo nữa. Nó tan sao đâu, tan sao đâu. Anh em dọn này vô nè. Em dọn nó vô trước đi. Chừa em này thôi. Uống nước không? Gót miếng ra. Anh lấy luôn cái chén muối nhỏ em để cho nhìn chén. Em chuẩn bị sẵn em để cho nhìn chén, lấy cái em đi. Nhưng họ mình nêm thêm miếng muối nữa cho nó gia vị nó mặn màu hơn nha cả nhà. Nêm thêm ít muối nữa thôi. Uống nó không? Uống cà phê hay là uống nước này? Thôi em uống nước trắng. Dạ. Em không biết cả nhà nấu chè có nên bỏ một tí muối không? Chứ em nấu chè em hay dặn tí muối để cho nó có vị ngọt thanh đó cả nhà. Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu đã mềm hết rồi cả nhà. Mình sẽ đổ đường vô. Cái này em dùng phân nửa đường thôi. Hello bé cưng. Cục diện của anh. Này muối nè. Ủa mà sao tự nhiên nấu chè bỏ muối gì vậy? Cho nó đậm đà hơn anh. Phải không ạ? Thiệt mà. Nè. Cho nó nồi chè nó đậm đà, vị ngọt nó thanh á. Muối nó giúp đường nó thanh hơn á. Ngon không? Quá ngon. Cái điều ở bột bán nó ít màu ít màu vàng, màu đỏ, màu xanh quá. Dặn thêm ít muối thôi nghe cả nhà, đừng nhiều quá nghe, nhiều quá mặn. Rồi cuối cùng là mình đợi đường nó tan ra, mình đổ nước cốt vô thêm là mình đợi sôi lên làm nhấc xuống nha cả nhà. Ê anh, dịnh giùm em nắp xong anh. Nó tan đường thì mình đổ nước cốt nhất vô nghe cả nhà. Cái phần nước cốt nhất hồi nãy em chuẩn bị đó cả nhà. Cái lượng đường thì ai thích ngọt thì ăn ngọt, ai thích lạc thì bỏ ít thôi nghe cả nhà. Sắp có mồi ăn rồi cả nhà ơi. Đợi nó sôi lên là mình nhấc xuống rồi đó. Anh có thử không anh? Thử miếng ngọt không không? Ngọt không béo không? Đến muỗng nhỏ đi. Thổi. Béo không? Ngon không? Chưa, ít quá à. Ít quá không biết à. Bự miếng giống. Bự quá, thêm miếng nữa cho biết quá. Anh làm vậy. Cầm, giấu coi.
rồi chè cũng sôi nữa nha cả nhà. Bây giờ em sẽ nhắc xuống và múc ra chén để mời gia đình ăn thôi. Sẵn mời cả nhà ăn chung luôn nha. Sẵn mời cả nhà ăn chung luôn nha. Rồi thôi, hai chồng Huy sẽ đem cái nồi này vô, rồi sẽ múc cái chén, rồi chuẩn bị lẩm thôi. Tắt lửa nha. Chín rồi đó. Đi em nhắc vô. Anh nhắc, em cầm cái này đi. Xong, rồi chè. Cuối cùng hai chồng cũng nấu xong rồi nè cả nhà. Giờ múc lên rồi ăn thôi. Mời cả nhà dùng chè với gia đình Huy nha. Có chè ăn nè cả nhà. Chào cả nhà. Ăn chè đi má. Tại giờ không biết cái gì nói nhiều hơn. Chào. Hôm nay con nấu chè với dừa nước đó, thấy không? Dạ. Đó giờ má có ăn món này chưa? Có. Mẹ nghe bữa đó là dâu thì phải nấu chè dừa nước nên thằng anh chồng chính nghe nói vậy đốt cũng được ba hoài. Rồi nửa nay có ăn hoài, muốn tiểu dâu nấu một hoài. Mà cái buồng này hơi cứng hơn ha má. Nấu phải cái buồng này nó hơi non chút là ngon hơn. Con còn chửi với ngon con tô quá, ngồi điện cho ổng xuống lấy về cho vợ ổng ăn. Béo không á? Chè bà cố rồi đó là bà cũng chịu nấu béo ngọt như vậy nè. Nếu bà nói nấu chè mà lợ ăn thấy nó ngon. Điều cái này cũng ngọt hơn vừa mình ăn. Chứ đối với bà cố thì bà cũng khá nữa. Dâu về đợt này chắc má chồng lên ký nữa quá. Thấy má ốm quá nên nấu đồ ngọt cho má ăn quà. Ăn ngọt cái bổ quá trời thôi. Nhất. Ăn bổ quá mà ốm nhất. Nhiều khi già rồi lên ăn uống mà nói nhiều khi không trúng. Mọi nhà đừng cười tôi nha. Mọi nhà luôn. Mọi nhà luôn. Mọi người ăn hết chén này thấy không? Cái dừa nước này nè. Ăn với chè cái nó bùi bùi cái nha. Nó thơm mùi lá dứa, má thấy nghe thơm dữ không? Thơm. Nãy con bẻ lá dứa già già. Nãy giờ con mua ống mini á, nhưng mà tại vì Huy thích ăn cái mùi lá dứa hơn cái mùi mini. Nãy lấy gì đâu mà đi ra chặt lá dứa đó, cắt lá dứa là biết rồi. Khỏi bỏ mini, bỏ lá dứa thơm. Mùi lá dứa thơm. Nhà má trồng lá dứa nhiều luôn cả nhà. Cho làm bánh hoài hoài cũng có hoài. Nói làm bánh cho má ăn hoài cho má mập mập. Không nghe má nói ăn bộ cái đúng nhất. Ăn một chén ngán luôn á, béo quá anh. Họ kinh chín lên lấy ăn chửi với đánh tô á. Con cũng sắp hết nè. Cái dừa này phải mềm chút nó là ngon lắm á, dừa nước. Ăn nhìn khỏi chiều khỏi ăn cơm luôn. Má hình như ông 7 giờ mấy á. 7 giờ mấy đây á? 9 giờ rưỡi má. Nãy con thấy ghi trong đó 9 giờ rưỡi đó mà không biết mai mấy giờ mình đi vừa. Cái giấy con 9 giờ rưỡi. Hồi nãy nghe chú trưởng ấp kêu ủa chú hai chứ. Kêu là 7 giờ mấy đi mà. À, biết không? Ngày mai là gia đình Huy đi tiêm mũi 2 nha cả nhà. Hoàn thành mũi 2 cho dễ đi lại. Rồi thôi gia đình Huy ăn tiếp nha cả nhà.
À, cảm ơn cả nhà đã luôn thương ủng hộ kênh cho hai đứa nha. Cả nhà đừng từ tôi nghe, tôi già tôi nói nó vui. Ngồi mọi nhà, mọi người ngồi cả nhà, hai cái đều một mà tôi quên tôi nói bài. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Bye bye. Bye bye. Chiều nay Mỹ ăn cơm mà đồ quá.